Sáng ngày 8 tháng 7, tại các điểm thi trường Trung học phổ thông Marie Curie và trường Trung học cơ sở Colette, quận 3, có khá đông lực lượng như bảo vệ dân phố, công an phường, đội cảnh sát giao thông bàn cờ, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC08, công an thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3, túc trực điều tiết giao thông, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, hướng dẫn phụ huynh điểm đón con an toàn, tặng nước suối cho các em thí sinh. Cũng trong sáng cùng ngày, cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Đa Phước, phòng BC08 đã có mặt tại trước cổng trường Trung học phổ thông Phong Phú, huyện Bình Chánh để làm tốt công tác điều tiết phân luồng giao thông. Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát được nhà trường thông báo có một cán bộ coi thi trong quá trình lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, khu vực gần chợ Bình Điền, thì xảy ra tai nạn giao thông và nhờ lực lượng cảnh sát giao thông đến hỗ trợ. Tổ tuần tra kiểm soát báo cáo sự việc về ban chỉ huy đơn vị và di chuyển đến hiện trường. Tại hiện trường, theo thông tin sơ bộ, do trời mưa đường trơn, cán bộ coi thi không làm chủ được tay lái và tự té, chấn thương nhẹ ở chân nhưng vẫn có thể đi lại được. Do đó, tổ tuần tra kiểm soát đã sử dụng ô tô chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông đưa cán bộ coi thi đến điểm thi đúng giờ, đồng thời bố trí cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa xe của cán bộ coi thi về trường Trung học phổ thông Phong Phú.